ấp Phước Lý, huyện Cần Giuộc. Ở đây được con cái là trời, đi vô đây sao tới thấy hoang vắng quá trời. Đó, cuộc sống bình yên thiên nhiên ban tặng. Đó, mái đình. Và đây là cái dòng kênh. Cánh đồng lúa chín anh chị ha. Xin đi đồng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị những cung đường lang thang của Sinh Ni. Đây là một cái địa phận giáp ranh giữa Bình Chánh và Phước Lý của Cần Giuộc, và Sinh Ni đang chạy trên một cái ấp Phước Lý, huyện Cần Giuộc, xã Phước Lý mới đúng, huyện Cần Giuộc, Long An. Và đây là đường cao tốc Bến Lức Long Thành Dầu Dây, men theo con đường này. Một cái con đường cao tốc 58 km, nhưng mà hiện tại thì nó cũng rất là lận đận, cũng chưa xong. Và khu vực này thì nó sẽ hình thành những cái khu dân cư để đón đầu cái con đường cao tốc này. Sau khi thông xe thì cái việc buôn bán nhà đất bất động sản thì nó sẽ rất là nhộn nhịp, theo Sinh Ni nghĩ là như thế. Thì đối với cái mảnh đất này đó, cách trung tâm Sài Gòn đo từ nhà thờ Đức Bà đi tới đây thì 25 km, và chợ Bình Chánh trên quốc lộ 1A là khoảng 5 km anh chị. Đây con đường cao tốc, và trước mặt anh chị mé bên trái thì chúng ta về chợ Bình Chánh nha anh chị ha, quốc lộ 1A về Bình Chánh, hướng Bình Chánh. Bên phải là chúng ta về với lại Cần Đước, Long An. Còn địa phận này là Cần Giuộc, Long An. Và Sinh Ni cũng muốn chia sẻ với anh chị cái một cái khu dân cư mà có tên rất là mỹ miều, đó là Five Star. Five Star, khu dân cư 5 sao. Và cũng muốn chia sẻ với anh chị nha. Đường cũ này là DT826, xã Phước Lý. Đây, nhưng mà bây giờ nó tên là Đinh Đức Thiện. Hướng thẳng là chúng ta về Cần Đước, Long An. Đây là Cần Giuộc. Và đây là một cái khu dân cư mà Sinh Ni đây. Khu đô thị mới 5 sao Five Star New City Phước Lý, Cần Giuộc, Long An. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá khu dân cư này nha anh chị, để anh chị biết thêm một cái khu dân cư mới coi như thế nào. Đây, nhà cửa người ta cũng về đây ở nhưng mà cũng lưa thưa, nói chung là 2 tỷ sở hữu ngay. Có những cái bảng chào mời 2 tỷ là sở hữu cái khu vực này. Thì hiện tại thì cái cơn sốt đất đã qua anh chị, chứ ngày xưa giao dịch thì cũng rất là nhộn nhịp. Giờ cơn sốt đất đã qua rồi nên nó trầm lắng, đóng băng. Những căn nhà xây lên thì nói chung là cũng bán, kể cả giảm giá thì cũng không ai mua. Ở đây được con cái là nó gần chợ Bình Chánh 5 km thôi là chúng ta đi tới đây. Thì đối với Sinh Ni thì không có rành về bất động sản đâu, thì mình đi lang thang để mình cập nhật cuộc sống đây đó ở Sài Gòn hoặc là những cái vùng lân cận, vùng ven, để anh chị hiểu thêm về một cái khu dân cư. Mình quẹo vòng vòng ở đây, buôn bán nhà cửa xây lên mà cũng không có ai ở, vắng lắm.
cũng có mà nó ít. Là đây là những con đường mang tên số thôi, ví dụ đường xin đi là số 11. Đất đai nhà cửa xây lên để đó. Có một số người thì cũng về ở, nhưng mà xin đi thấy nó không nhộn nhịp. Nó có hai khu anh chị, hai khu. Thì đối với cái khu vực này thì có thể là người ta mua kinh doanh để đón đầu cái đường cao tốc thôi. Cao tốc hình như là 9 năm rồi cũng chưa hoàn thành. Nó cứ hẹn lên hẹn xuống, về vốn rồi giấy phép vân vân. Đường số 10 ở đây thì nói chung là cũng có người dân ở rồi, giống như là bán nhà phố nên mình thấy có sự hiện diện của người ta ở. Sợ nhất là những cái đất dự án mà người ta xây nguyên một dãy biệt thự giống nhau anh chị, hoàn toàn bỏ hoang. Thì cái mảnh đất này Sunny cũng đi vòng vòng ở khu vực này thì nhìn thấy thôi, quan sát thấy ruộng đồng ao hồ cũng rất là nhiều. Ta sang lấp người ta trở thành một cái khu đô thị. Bây giờ thì Sunny sẽ mời anh chị chúng ta ra ngã tư Phước Lý để về một cái khu cũng là khu 5 sao, coi nó như thế nào. Ở đây khách sạn ai mà thuê ở đây trời. Rồi chúng ta quẹo ra anh chị ha, đi một đoạn thôi để anh chị biết cái khu dân cư này nó như thế nào ạ. Bây giờ thì Sunny sẽ chạy về ngã tư Phước Lý và tới một địa điểm nữa để chia sẻ với anh chị. Bây giờ thì nói chung là về cái giá chị, giá nó cao lắm. Ngày xưa là sốt đất nên giá nó cao vời vời đó. Nên không có ai mà bây giờ không có ai mà mua hết. Giá còn cao lắm, mặc dù là người ta giảm đến khoảng là 30-40% á. Ví dụ 10 tỷ thì giảm còn có 7-6 tỷ thôi mà không có ai mua hết. Đinh Đức Thiện nha anh chị ha, Phước Lý. Rồi bây giờ mình sẽ chạy về ngã tư Phước Lý. Mé bên trái của mình mà đi sáu dài nữa thì chúng ta tới quốc lộ 50. Quốc lộ 50 thì nó, anh chị cũng biết là nó xuất phát từ cầu Nhị Thiên Đường đó anh chị. Ở khu vực này thì cũng có một vài khu công nghiệp cũng nhiều. Bên phải là Gò Đen, bên trái là Long Thượng. Đây, ngã tư Phước Lý. Đợi đèn xanh đèn đỏ rồi chúng ta lại đi anh chị ha. Đế Gò Đen, anh chị nhớ đế Gò Đen không? Bên phải thì cũng ra quốc lộ 1A luôn anh chị. Còn bên trái là mình đi thẳng là ra quốc lộ 50. Còn đi
bên trái là quốc lộ 50, bên phải là Gò Đen, quốc lộ 1A, còn đi thẳng là chúng ta đi tới một cái khu dân cư cũng là 5 star. Nói chứ ở khu vực Tây Nam của Sài Gòn, đó là Cần Giuộc, Long An, Cần Đức, Cần Giuộc, Long An thì nó dù nắng nóng nhưng mà cái hệ thống cây xanh kênh rạch nhiều nên nó cũng mát hơn so với miền Đông mình chị. Đây, cái khu 5 star đây, một cái khu dân cư cũng nói thuộc loại lớn và người ta xây biệt thự, dọc dọc biệt thự. Đó, những cái dãy biệt thự đó bắt đầu là 5 star Eco City. Và Sunny sẽ cùng mời anh chị, chúng ta sẽ khám phá trong cái khu vực này nha anh chị ha. Xây dựng rồi. Và nhà đẹp, đẹp không đó chứ đó, trời ơi nhà quá đẹp luôn. Nhà đẹp mà không có ai ở mới khổ chứ. Cái này là chỉ phần thô đó anh chị. Trước thì trụ sở khu Tây, nói chung là những cái cơ quan bất động sản thôi. Cuộc sống bình yên 5 star, quá dữ luôn, khu vực này dữ dội luôn đó. 5 star thiên nhiên ban tặng cuộc sống bình yên 5 star Eco City. Phước Lý đó, vẫn dãy nhà anh chị thấy. Một cái khu dân cư mà dãy nhà không có ai ở hết. Những cái dãy biệt thự. Khu vực này chỉ để mấy bạn trẻ vào chụp hình thôi. Tiếc. Toàn là môi giới nhà đất. Đó. Đây cũng là một cái địa điểm đón đầu đây. Để coi cái đường cao tốc. Công viên đây. Anh chị thấy đẹp không? Quá đẹp luôn công viên nè. Cơ sở hạ tầng quá dữ dội. Mình cứ đi vòng vòng ở khu vực này để coi như thế nào anh chị ha. Hiện tại là rất là vắng vẻ. Có những căn nhà nè, cổng tam quan nè. Cái dự án thì nó sẽ nằm dài hướng này kia nhưng mà chỉ làm đường nhựa tới đây thôi. Những đất nền cũng An Phú Long, đơn vị thiết kế nhà thầu Tân Hải Dương, công trình địa chỉ Phước Lý, Cần Giuộc, Long An. Đây những cái đất mà người ta cũng chưa xây dựng xong nè anh chị. Ruộng lúa bao la bát ngát giờ trở thành một cái khu dân cư. Nhà cửa thì nói chung là lưa thưa.
xa xa thì có những căn nhà, xa xa có những căn nhà. Nhà cửa thì nói chung là ở đây thì nói chung là đóng suốt, không có một cái tín hiệu gì cả, người ta là ở hết đó. Tín hiệu ở dễ biết lắm chị, người ta có cái rèm. Mà ở khu vực này mà không có một cái khoảng chừa, một cái khoảng sân thì tiếc quá. Nhà dài. Đây là những công ty xây dựng, công ty môi giới bất động sản thôi. Đó, nhà đất. Đây có một cái công viên rất là rộng. Đây có một cái hồ sen bao la luôn. Cũng đang xây dựng, đây là trường học, xây dựng trường học. Trời, ở đây có quý một cái dãy biệt thự mà chị thấy không, quá tiếc, không biết là giá bao nhiêu đây, để về tham khảo trên mạng coi. Đó, anh chị thấy, trời ơi, nhà cửa đất đai, chị thấy tiếc không? Bây giờ thì khoảng là 11 giờ rưỡi rồi anh chị. Đi như thế này để mình biết thêm anh chị ha. Một cái khu dân cư. Thuê mướn gì đâu, là cái khu vắng que. Nhà ở trong là nhà thô ha anh chị ha, nhà thô, nhà cửa đóng hết rồi, xuống cấp rồi. Đây là những công ty dịch vụ nhà đất đó, cái bản đó ký gửi mua bán đó. Biết bao nhiêu người mua cái này mà vay ngân hàng là chết. Không biết là cái thời gian mà cái cơn khủng hoảng nó qua đi. Khi mà bất động sản đứng anh chị, nó cũng ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mọi người. Tất nhiên là mình nghĩ mua bán ký gửi vui tươi, nhà đất vui tươi, nó ảnh hưởng anh chị. Mình nghĩ thì ý có gì đâu ảnh hưởng, nhưng mà khi mà người ta buôn bán kinh doanh được, thế là người ta sẽ đi mua sắm, đi du lịch, đi ăn uống, rồi dòng tiền nó xoay, thì lúc đó kinh tế thì nó mới phát triển. Cứ đứng như thế này thì nó kéo theo rất là nhiều cái đó. Anh chị thấy nguyên một cái dãy, đâu có ai thuê mướn đâu. Chia sẻ với anh chị nào,
nguyên một cái dãy. Trời ơi. Trong cái đợt mà bất động sản kinh tế suy thoái, bất động sản kéo theo với lãi suất ngân hàng tăng thì một số người người ta cũng phá sản anh chị. Nói nhà đầu tư này nọ thì ghê, nhưng mà đại khái là giống như người ta buôn bán có lời, thế là người ta vay ngân hàng, người ta mua thêm. Đi vào trong đây. Nasaki Garden. Trời, đi vô đây sao tới thấy hoang vắng quá trời. Nhà đây là nhà chưa xây xong nè. Ở đây toàn bộ là nhà thô anh chị ha. Chưa xây xong. Đi qua bên kia. Chỉ là nhà thô thôi. Chưa xây xong gì hết á, còn bắt vẻ lắm. Nguyên một cái dãy shop house. Thiết kế biệt thự Riverside 5 Star Economy City. City. Thì nói đến vị trí ở đây thì Sunny, theo Sunny nghĩ thôi, mạo muội suy nghĩ thôi. Thì vị trí ở khu vực này thì nó rất là thuận tiện khi mà có con đường cao tốc. Cái này là ghế đá công viên. Bên kia là một cái dòng kênh anh chị. Dòng kênh, một cái khu dân cư thôi. Nhưng mà hiện tại thì đường cao tốc chưa xong mà nó dính vào cái cơn sốt. Qua cái cơn sốt bất động sản nữa bây giờ người ta nói còn ngộp hàng loạt lên gì đó. Máy bên trái là dòng kênh, ngộp hàng loạt thì nó sẽ ảnh hưởng chung thôi. Thì bà con thì cứ mua để đó, người nào không có tiền thì vay ngân hàng, giờ không có tiền là không phải là cầm cự cố gắng
cầm cự qua cơn. Bây giờ Sinh Y sẽ mời anh chị chúng ta đi một cái vùng đất mới được quy hoạch cơ sở hạ tầng công viên, nhưng mà ở đây thì nó hơi xa cái chợ, nó chỉ có chợ coi như là chợ quê thôi đó. Cái cổng đi vào quá dữ luôn, cái cổng đi vào mình giờ mình đi vào một cái khu dân cư. Vào một cái khu dân cư gần đây anh chị ha, mình phải có cái cảnh này cảnh kia. Sinh Y cũng muốn quay lại để anh chị thấy thiên nhiên ban tặng, cuộc sống bình yên thiên nhiên ban tặng, anh chị thấy không? Rồi bây giờ mình đi. Cái này là cái gì? Phước Lý Đình Vĩnh Phước, Đình Vĩnh Phước. Con đường này rất là nhỏ và xe cũng rất là đông nên phải đợi dòng xe qua. Mà thấy cũng tức cười, nhà nhà đều làm bất động sản, nhà nhà đều làm, hồi là xưa dễ lắm, là khi mà có tiền rồi mua cái này, rồi xong rồi buôn bán rồi thấy được, rồi mua kia buôn bán cầu rạch rạp. Thế là từ đó là người ta bắt đầu là nghĩ ra kinh doanh bất động sản, rồi con cò bay lả bay la. Chứ mà nói về kinh doanh bất động sản là mình phải có kiến thức dữ lắm về kinh tế chính trị, kinh tế chính trị xã hội, thu nhập đầu người, đầu tư nước ngoài, nó định hướng đầu tư nước ngoài khu vực nào, rồi đường xá quy hoạch chính trị nó cũng tác động một phần nào nữa. Rồi mình sẽ quẹo con đường này anh chị ha, mang theo dòng kênh. Thì đây là một cái dòng kênh nó tách biệt, đường Trị Yên, đây là con đường Trị Yên anh chị. Nó này, dòng kênh này nó tách biệt giữa cái khu mà chúng ta mới đi đó. Nhà đất mới xây 1.2 tỷ, con đường này là một con đường chọn đổ đá mi thôi. Đó bên kia kìa, thiên nhiên ban tặng đó. Bên kia là một cái khu dân cư dữ luôn á, thiên nhiên ban tặng. Nó nhiều cái kiến thức lắm, kể cả ngoại tệ nữa, lên xuống, đầu tư nước ngoài, GDP. Mà GDP thì nó có nhiều cái phân tích theo nhiều chiều hướng khác nhau nữa, nên nó tác động đến cái việc đầu tư bất động sản.
nên khó lắm. Ngày xưa thì mình nói rằng ơi cứ có tiền mua đi bán lại là xong, nhưng mà hóa ra không phải vậy chị, khó lắm. Ý rồi đây có cái đình, lâu lâu xuất hiện đình làng, và ngày xưa thì anh chị thấy miền Tây đó, đây là ruộng lúa nè, cái đình, đình gì đây ta, đình Long Trạch, đình Long Trạch anh chị, chia sẻ với anh chị nè, đó mái đình, và đây là cái dòng kênh. Đó, và bên kia là cái khu vực mà Sunny đi vào vắng vẻ đó. Sunny sẽ đi một cái đoạn này, đoạn ngắn nữa thôi anh chị ha, để chúng ta thấy vùng ven nó như thế nào. Cái đường này mà nói chứ mình đi vào cái người ta gieo mạ đó anh chị, thì nó sẽ đẹp hơn. Giờ là đợi đến mùa mưa thế là ta gieo mạ cày cấy, đây là có mồ mả nhiều, mồ mả nhiều, mà mồ mả xây được cao cao lên sợ đây ngập nước đó chị. Ở bên kia là công viên lý tưởng không đó, quy hoạch đón đầu đường cao tốc. Lúa anh chị, để anh chia sẻ với anh chị nè, lúa nè, đó cánh đồng lúa chín nè anh chị, đó đó lúa chín không đó. Cánh đồng lúa chín anh chị ha. Bây giờ người ta làm hai mùa lúa, đông xuân và hè thu, ta làm hai mùa. Và không biết như thế nào mà bây giờ ăn cơm thì nó không có ngon giống như ngày xưa, hay là ngày xưa đói đó. Anh chị nhớ không, ngày xưa đơn giản chỉ cơm nguội thôi, rồi cho một tí xì dầu má ghi vào thôi, trời ơi nó ngon, ngon nhức nách. Nó càng ngày càng đi càng xa. Ở đây chắc mình quay lại anh chị ơi. Đây thấy người ta ướt có bây giờ rơm rạ anh chị thấy không, giờ rơm rạ người ta thành cục như thế này anh chị đó, xe máy cày đó, rơm rạ đó, xe máy cày. Cục rơm đó anh chị thấy không, cục rơm đó. Hồi xưa là coi như cây rơm anh chị ha, nhưng mà bây giờ thì nó có một cái máy rơm, nó cứ quấn vòng tròn thế là đẩy đưa lên xe, thế người ta chất tầng cây cục rơm tròn rất là đẹp. Đi câu cá ở đây là thôi buồn ra mà câu cá là hết ý. Rồi chúng ta chạy tới đồng lúa nha anh chị ha, đồng lúa, ngắm đồng lúa chút xíu cho nó thư giãn đầu óc, cho quên đi mọi buồn phiền âu lo trong cuộc sống. Anh chị nhớ đừng có buồn phiền gì hết á,
cứ rong chơi, liệu cơm gấp mắm thôi, mình cứ rong chơi chứ mình suy nghĩ nhiều cũng không có được gì đâu. Tình hình cái kinh tế thì nó khó khăn, ở đâu nó chẳng khó khăn. Cùng đi với lại Sinh Ni để mình hiểu thêm về một cái vùng đất mới. Rồi, đồng lúa. Bữa nay quên mang lây cam, có lây cam. Đó, đồng lúa. Rồi, đồng lúa với hương lúa chính. Sinh Ni cũng muốn gửi anh chị những cái đoạn video chia sẻ một cái vùng ven, một cái khu dân cư mà nói chung là cũng thiệt hại rất là lớn cho những nhà mà người ta vay tiền, người ta mua đất đai, không có ai ở hết. Một cái nơi rất xa Sài Gòn, cách Sài Gòn 25 km. Rồi, hương lúa ngào ngạt anh chị, thơm lắm. Rồi, chào anh chị và cũng nhân đây kính chúc anh chị luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye.